Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Gucci. Hôm nay mình nhận được con Acer Aspire 4738 nha các bạn. Hiện trạng của con này là mình vừa cắm sạc và cắm pin, máy chạy tắt nha các bạn. Có khi là mình kích nguồn không có được. Và ăn dòng sạc rất là cao nha các bạn. Sau khi mình tháo cái men ra ngoài thì mình phát hiện nha các bạn. Là chân trên con IC sạc IL88731 nha các bạn. Nó bị một chân nha các bạn, bị rỉ sét. Cái chân của con IC IL88731. Bây giờ mình sẽ đưa vào cho các bạn quan sát rõ hơn nha các bạn. Rồi, sau khi mình tháo cái men Acer Aspire 4738 ra ngoài nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa lại gần cho các bạn xem. Là cái vị trí con IC sạc IL88731 nha các bạn. Đây. Các bạn quan sát là đây, cái chân của nó là nó bị sét này nha các bạn. Vị trí này nó đang bị sét đây. Đó, vị trí này. 26 là chân 26 nha các bạn. Đây, chân 26 của IL88731. Đó, nó đang bị sét nha các bạn, bị sét cái chân này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo IC này ra nha các bạn. Và mình sẽ xi chân lại, sau đó mình sẽ hàn lại nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành xi chân lại nha các bạn. Đây, và các bạn quan sát. Mình chui sạch. Chân lấy sạch sẽ nha các bạn, mình sẽ xi lại vệ sinh sạch sẽ.
Rồi, mình chờ cho món hàng nóng thôi nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ check mỡ, mình sẽ làm lại cái lớp chì mới nha các bạn. Mình sẽ làm lại lớp chì mới. Sau đó mình sẽ thả IC vào nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ xi chì cho cái chân của con IC nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành bỏ IC vào nha các bạn.
Rồi, mình vừa hoàn thành xong con ISL88731 nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào màn hình nha các bạn, xem máy có xuất hành hay không nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi sau khi mình ráp cái main vào nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành kích nguồn, xem máy có xuất hành không nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý cái con IC sạc, nó bị rỉ sét chân nha các bạn, mình bóc ra và mình hàn lại. Bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con Acer 4738 này nha các bạn, là do bị rỉ sét con IC sạc nha các bạn. Sau khi mình xử lý xong thì máy đã xuất hình bình thường. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.